Trong bối cảnh mạng xã hội đang dần trở thành một trong những công cụ truyền thông quan trọng kết nối và lan tỏa thông điệp của mỗi cá nhân, sư Thích Minh Tuệ đã không ngờ bản thân trở thành hiện tượng khi lần thứ tư bộ hành từ Nam ra Bắc và ngược lại. Mặc dù ông không khuyến khích mọi người đi theo trong hành trình tu tập hạnh Đầu Đà, nhưng ông đã thu hút hàng trăm người, từ tín đồ Phật giáo đến những người tò mò. Đáng tiếc, sự nổi tiếng này đều xuất phát từ việc viral hình ảnh sư Thích Minh Tuệ bởi các YouTuber và TikToker, những người đã biến cuộc hành trình của ông thành một trò câu view, gây ra cảnh tượng náo loạn, lộn xộn và bất ổn, làm ảnh hưởng đến an ninh và trật tự công cộng. Sự quấy rối này không chỉ làm phiền ông trong việc tu tập, mà còn phản ánh một hình ảnh chưa đầy đủ về đạo Phật. Đến bao giờ, sư Thích Minh Tuệ mới có thể tu tập một cách thanh tịnh như 6 năm qua ông từng độc bộ hành trì? Vẫn còn là một dấu hỏi lớn cho cả cộng đồng và những người thực sự tìm kiếm sự thanh thản và giải thoát trong tâm hồn. Kính chào quý vị và các bạn, Hồng Dao rất vui khi được đồng hành cùng quý vị trong chương trình cập nhật những thông tin nổi bật trong ngày của báo Người Lao Động. Sau đây mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết. Rũ bỏ bụi trần, độc hành cầu đạo, nhưng đến bao giờ sư Thích Minh Tuệ mới được chuyên tu? Theo văn bản của Ban Tôn giáo Chính phủ, ông Thích Minh Tuệ đã 3 lần đi bộ theo hình thức thực hành phương pháp tu tập hạnh Đầu Đà từ miền Nam ra miền Bắc và ngược lại, nhưng không thu hút sự quan tâm của nhiều người. Tuy nhiên, lần thứ tư này, hành trình của ông Minh Tuệ đã thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân. Có thời điểm lên tới hàng trăm người đi theo, làm ảnh hưởng an ninh trật tự và giao thông trên địa bàn. Trong đoàn đi theo, có tín đồ Phật tử, có những người hiếu kỳ và nhóm TikToker, YouTuber quay clip, livestream, đăng tải trên các trang mạng xã hội, tạo nên hiện tượng Thích Minh Tuệ, thu hút sự quan tâm của dư luận và có nhiều bình luận theo các chiều hướng khác nhau. Ban Tôn giáo Chính phủ thông tin, mặc dù sư Thích Minh Tuệ đã đề nghị các YouTuber không đi theo, không tụ tập, không quay clip ông đăng lên mạng xã hội để ông lặng lẽ thực hiện đường tu, nhưng nhóm người vẫn bám theo trên mọi nẻo đường ông đi. Trong các video lan truyền trên mạng xã hội, người xem dễ dàng nhận thấy cảnh lộn xộn, ồn ào bởi lời qua tiếng lại, các câu hỏi mang tính chất vấn. Người dân và Phật tử tập trung với số lượng đông, cúng dường vật phẩm, thức ăn, tạo ra nhiều hình ảnh, clip gây ra nhiều dư luận trái chiều, làm ảnh hưởng đến Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Cảnh tượng lộn xộn đó cũng gây phản cảm và phản tác dụng đối với mong muốn của chính ông Thích Minh Tuệ. Nói về việc khi đi bộ qua các tỉnh thành, được nhiều người dân vây quanh chụp ảnh, quay phim, ông Minh Tuệ cho hay ông không cấm cản ai cả nếu họ muốn đi theo. Có nhiều người mang áo giống nhà sư đi theo, ông Minh Tuệ nói họ không phải đệ tử của mình, nhưng nếu ai muốn đi cùng thì cũng không cản. Thỉnh thoảng nghỉ ngơi trò chuyện, ông luôn khuyên họ nhớ xin phép gia đình. Nếu khi nào cảm thấy không muốn tiếp tục hành trình thì có thể trở về nhà. Còn nếu ai đó phát tờ rơi hay nhận tiền bạc rồi nói con chung với họ là không đúng, đồ đạc con tự mang, không cần những người đi cùng bảo vệ hay nhận tiền thay. Họ nhận thì họ tự chịu, ai làm tự nhận lấy hậu quả và bị xử lý. Nếu mọi người đi theo mình để tập bộ hành, rèn luyện sức khỏe, bước thẳng hàng, giữ yên lặng trật tự thì tốt, còn tập trung chen nhau xô đẩy để ghi hình, phát trực tiếp, là ó lộn xộn thì không nên, bởi việc tạo ra ồn ào sẽ gây ra sự khó chịu cho những người xung quanh, ông Minh Tuệ cho biết. Ông cho hay, mình không phải là tu sĩ Phật giáo, không tu tập và không là nhân sự của bất cứ ngôi chùa, cơ sở tự viện nào của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Thực ra Thích Minh Tuệ cũng không làm điều gì quá dị thường. Những năm qua, ông chỉ nghe lời giảng của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, tập học tu hạnh Đầu Đà. Để theo tu hạnh Đầu Đà, ông Thích Minh Tuệ không chỉ ngồi kết già, mà ông bắt đầu đi bộ tới nhiều tỉnh thành từ năm 2017. Trước đây, ông Thích Minh Tuệ đã 3 lần đi bộ theo hình thức thực hành phương pháp tu tập hạnh Đầu Đà, từ miền Nam ra miền Bắc và ngược lại. Tuy nhiên, các chuyến xuyên Việt ấy không gây ra bất kỳ sự ồn ào nào. Nhưng kỳ lạ thay, lần thứ tư này, hành trình của ông Minh Tuệ đã thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân, có thời điểm lên tới hàng trăm người đi theo, làm ảnh hưởng an ninh trật tự và giao thông trên các địa bàn, hùa theo đám đông, chạy theo trào lưu. Nhiều người đón lõng sư thầy đi bộ, rong rắn đi theo cả một quãng đường dài, xô đẩy tranh chỗ đứng gần ông để chụp ảnh, quay phim. Thích Minh Tuệ xưng con, nhưng người đời lại gọi ông là thầy.
Những ngày qua, trên các trang mạng xã hội xuất hiện nhiều hình ảnh clip về một người đàn ông chân trần ôm chiếc lõi nồi cơm điện, khoác trên mình bộ y phục chắp vá, rong ruổi bộ hành trên đường bất kể mưa nắng. Nhưng có điều, ai cũng gọi ông là thầy hay sư Thích Minh Tuệ. Giữa lúc ông Thích Minh Tuệ dừng chân nghỉ ngơi, có hàng trăm người đã vây quanh ông nghe trò chuyện. Trong đó có một số đàn ông mặc trang phục giống người tu hành. Đặc biệt, trong lúc nói chuyện, ông Thích Minh Tuệ luôn xưng con với tất cả mọi người. Lý giải điều này, ông Thích Minh Tuệ tên thật là Lê Anh Tú, 43 tuổi khẳng định ông không phải là tu sĩ Phật giáo. Ông Tú cũng cho biết ông không tu tập và cũng không thuộc bất cứ ngôi chùa, cơ sở tự viện nào của Giáo hội Phật giáo Việt Nam và bản thân cũng cảm thấy chưa xứng đáng làm tu sĩ bởi đạo đức của mình chưa đạt đến cảnh giới đó. Trước đây ông từng có thời gian ngắn tu tập tại một ngôi chùa và pháp danh Thích Minh Tuệ đã được đặt tại ngôi chùa này. Cũng theo ông Tú, ông bắt đầu đi bộ tới nhiều tỉnh thành từ năm 2017. Đến nay, ông đã đặt chân đến gần như khắp mọi miền đất nước. Trên bước đường tu khổ hạnh, những năm qua, ông chỉ nghe lời giảng của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, tập học tu hạnh đầu đà. Tu hạnh này có 13 pháp khổ hạnh. Người tu hạnh đầu đà chấp nhận những khó khăn trong các vấn đề ăn, mặc, ở, mặc áo vá, khất thực, ngày ăn một bữa, không nhận tiền cúng dường, khước từ mọi tiện nghi. Ông Tú cho biết, đừng ai cho nhiều làm gì, con chỉ nhận vừa đủ một bữa ăn và nước uống vừa đủ dùng thôi. Đối với con thì tất cả hành trình đi bộ đều không khó khăn. Nếu tâm mình an lạc, hạnh phúc và vượt qua được những trắc trở thì sẽ cảm thấy không còn bất cứ trở ngại gì ở phía trước nữa. Trong quá trình ông Tú đi bộ, nhiều người mang áo giống nhà sư đi theo. Ông Tú cho biết họ không phải đệ tử của mình, nhưng nếu ai muốn đi cùng thì cũng không cản. Ông Tú nói, cũng có thể là do nhân duyên Phật Pháp, họ muốn đi thì đi, muốn về thì về, nhưng nhớ phải xin phép gia đình. Nếu khi nào cảm thấy không muốn tiếp tục hành trình thì có thể trở về nhà. Đi là để tu tập, tu hạnh, giữ giới theo lời Phật dạy. Chứ đi theo để nhận tiền, để phát tán tờ rơi hay để làm những việc gì khác thì những người đó tự chịu chứ con không liên quan tới họ. Còn con không liên quan đến tổ chức gì cả. Trong hành trình tu hạnh 6 năm qua, ông Tú cho hay không dùng điện thoại và liên lạc về với gia đình. Tuy nhiên, lúc nào ông cũng nhớ tới công ơn sinh thành, dưỡng dục của bố mẹ và luôn cầu nguyện cho người thân, gia đình được may mắn, bình an. Hành trình của con là muốn bộ hành trọn đời, mục đích không nhằm truyền tải điều gì, bởi mọi điều trong Phật Pháp đã có Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy rồi. Con chỉ muốn thực hành những lời dạy của Đức Phật nhằm giúp hoàn thiện bản thân. Lúc đi bộ, con luôn ước nguyện cho mọi người khi nào cũng được hạnh phúc, sống vui vẻ với gia đình. Ông Tú chia sẻ, trước đây từng nghi ngờ những lời dạy của Đức Phật, nay chín chắn hơn nên muốn học tập, làm theo những lời dạy đó để xem có được hạnh phúc, an lạc không. Khi quyết định bỏ nhà, bỏ việc để bộ hành, bản thân ông đã suy nghĩ rất kỹ, sau đó mới xin phép bố mẹ lên đường. Dù không liên lạc với gia đình suốt 6 năm qua, bởi không dùng điện thoại, mạng xã hội, song ông Tú chia sẻ lúc nào cũng nhớ tới công ơn sinh thành, dưỡng dục của bố mẹ. Bản thân luôn tâm niệm, làm theo lời Phật dạy để đền ơn, cầu nguyện cho người thân, gia đình được may mắn, bình an. Không có tài sản, vật chất, nhưng ông cho người thân niềm tin là không bao giờ làm khổ họ. Ví dụ như để xảy ra vi phạm pháp luật hay làm ảnh hưởng tới các tổ chức Phật giáo. Tìm hiểu của báo Người Lao Động thì người được gọi là Sư Thích Minh Tuệ, tên thật là Lê Anh Tú, 43 tuổi, là con trai của ông Lê Xuân, 84 tuổi, chú xã Ia Tô, huyện Iagrai, tỉnh Gia Lai. Đáng chú ý, ông Xuân cho biết, từ năm 2015, sau khi ông Tú xin gia đình đi tu, được chính quyền địa phương xác nhận, thì gia đình không liên lạc được với ông. Tuy nhiên, gia đình luôn hướng về con trai nên thường xuyên theo dõi các bước chân của ông Tú thông qua mạng xã hội. Theo ông Xuân, ngoài một số thông tin chính xác như gia đình cung cấp thì có một số người đến nhà hỏi chuyện, sau đó đăng tải lên các trang mạng xã hội những thông tin không đúng, xuyên tạc. Những thông tin này đã gây phiền hà, dẫn đến những cái nhìn sai lệch về gia đình. Cụ thể là việc thông tin trên mạng nói rằng khi ông Lê Anh Tú đi tu thì cha mẹ khóc lóc khuyên con về. Thực tế không hề có chuyện đó. Ông Lê Xuân cho biết, người ta hỏi gì thì có sao tôi kể vậy, nhưng gia đình không khuyên con trai quay về.
con tôi đã quyết tâm đi tu, nghiệp của con lại như thế, thì gia đình làm đúng tâm nguyện của con. Gia đình cụ Xuân cho rằng thông tin trên mạng thì muôn hình muôn vẻ. Cụ mong muốn mọi người cẩn trọng khi đăng tải thông tin trên mạng để tránh gây phiền hà cho gia đình. Theo ông Xuân, mấy hôm trước hai vợ chồng khi xem được video về con mình trên mạng xã hội, thấy con gầy, đen, hai vợ chồng rất thương. Thậm chí vợ ông Xuân rất khổ tâm khi thấy con ngày chỉ một bữa ăn chay. Tuy nhiên ông Xuân thì thấy đó là rèn luyện bình thường. Ông Lê Xuân chia sẻ với báo Người Lao Động rằng, trước khi đi tu, ông Tú đã tặng cho người cha một chiếc đồng hồ, một điện thoại, một tủ lạnh và tặng thêm cho cha mẹ mỗi người 8 mét vải vàng. Kể về tuổi thơ của ông Lê Anh Tú, ông Xuân chia sẻ rằng, từ năm 1994, gia đình ông từ quê ở huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh vào nơi ở hiện tại để lập nghiệp. Hiện gia đình đang ở trong ngôi nhà 2 tầng khang trang. Gia đình ông Xuân có 4 người con, ông Tú là con thứ 2 trong gia đình. Trong nhà, ông Tú là người con ngoan, học thuộc dạng khá. Học xong phổ thông, ông Tú đi bộ đội. Sau đó, ông Tú theo học trường trung cấp lâm nghiệp Tây Nguyên tại tỉnh Gia Lai. Ra trường, ông Tú làm đo đạc cho một công ty tư nhân. Từ trước tới giờ, gia đình không thấy ông Tú có bạn gái, tư tưởng không muốn lấy vợ. Đến năm 2015, ông Tú bất ngờ xin gia đình đi tu. Con xin thì tôi cũng nói đi tu là một việc rất khó khăn. Đã quyết tâm đi tu thì tu cho đạt. Tu không đạt mà phá giới bỏ về là không được, ông Xuân kể lại. Sau một đêm suy nghĩ, sáng hôm sau ông Xuân hỏi lại thì thấy con trai vẫn quyết tâm xuất gia nên vợ chồng ông Xuân đồng ý cho con đi tu. Sư Thích Minh Tuệ nói bản thân chưa từng nhận là tu sĩ. Ngày 17 tháng 5, trong lúc dừng chân để nghỉ ngơi tại một bãi đất trống thuộc địa phận xã Cẩm Thịnh, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh, Sư Thích Minh Tuệ, tên thật là Lê Anh Tú, 43 tuổi, trả lời mọi người trước việc Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam khẳng định ông không phải là tu sĩ Phật giáo và không liên quan đến văn bản trên. Trong lúc nói chuyện, ông Tú cũng đã gửi lời khuyên tới tất cả mọi người, hãy sống đức độ và đừng gây nghiệp ác. Ông Tú cũng cho biết ông chưa từng nhận mình là tu sĩ, không tu tập và cũng không thuộc bất cứ ngôi chùa, cơ sở tự viện nào của Giáo hội Phật giáo Việt Nam và bản thân cũng cảm thấy chưa xứng đáng làm tu sĩ bởi đạo đức của mình chưa đạt đến cảnh giới đó. Những ngày qua, trên các trang mạng xã hội xuất hiện nhiều hình ảnh clip về ông Tú đi bộ qua nhiều tỉnh thành. Giữa lúc ông Tú dừng chân nghỉ ngơi, có hàng trăm người đã vây quanh ông nghe trò chuyện. Trong đó có một số đàn ông mặc trang phục giống người tu hành. Đặc biệt trong lúc nói chuyện, ông Tú luôn xưng con với tất cả mọi người. Ông Tú cho biết quê ông ở xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. Năm 1994, gia đình ông chuyển vào xã Iato, huyện Iagrai, tỉnh Gia Lai sinh sống. Trước đây, ông từng có thời gian ngắn tu tập tại một ngôi chùa và pháp danh Thích Minh Tuệ đã được đặt tại ngôi chùa này. Cũng theo ông Tú, ông bắt đầu đi bộ tới nhiều tỉnh thành từ năm 2017. Đến nay, ông đã đặt chân đến gần như khắp mọi miền đất nước. Trên bước đường tu hạnh, những năm qua, ông chỉ nghe lời giảng của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, tập học tu hạnh đầu đà. Tu hạnh này có 13 pháp khổ hạnh. Người tu hạnh đầu đà chấp nhận những khó khăn trong các vấn đề ăn, mặc, ở, mặc áo vá, khất thực, ăn ngày một bữa, không nhận tiền cúng dường, khước từ mọi tiện nghi. Cũng vì lý do đó nên ông Tú chỉ muốn bộ hành trọn đời và không có mục đích, không nhằm truyền tải điều gì, bởi mọi điều trong Phật Pháp đã có Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã chỉ dạy. Con luôn ước nguyện cho mọi người khi nào cũng được hạnh phúc, sống vui vẻ với gia đình, ông Tú nói. Cũng theo ông Tú, vì quyết tâm theo khổ hạnh đầu đà nên quá trình đi bộ, ông Tú luôn tự nhặt các tấm vải vứt ở bên đường hoặc trong thùng rác rồi may lại làm quần áo mặc. Qua các con sông, suối, ông dừng lại tắm rửa. Buổi tối, ông thường nghỉ ngơi bên đường hoặc các nghĩa trang. Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Sư Thích Minh Tuệ không phải là tu sĩ. Hành trình của người được gọi là Sư Thích Minh Tuệ đã tác động lớn đến xã hội, gây ra dư luận trái chiều về việc tu tập của các tu sĩ Phật giáo. Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, thay mặt Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã ký văn bản số 151 thông báo rằng người được gọi là Sư Thích Minh Tuệ không phải là tu sĩ Phật giáo.
thông báo nêu rõ trong những ngày qua trên mạng xã hội TikTok, Facebook, YouTube, Instagram, Twitter xuất hiện nhiều hình ảnh clip về người đàn ông mang hình dáng nhà sư đi bộ hành dọc tuyến đường từ Khánh Hòa ra Hà Giang và ngược lại. Người này được mạng xã hội gọi là Sư Thích Minh Tuệ. Trong lộ trình đi bộ qua các địa phương, đã có nhiều người dân và Phật tử tập trung với số lượng đông, cúng dường vật phẩm, thức ăn, tạo ra nhiều hình ảnh, clip, gây ra nhiều dư luận trái chiều, làm ảnh hưởng đến Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Qua tìm hiểu xác minh, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam khẳng định người đàn ông này không phải là tu sĩ Phật giáo, không tu tập và không là nhân sự của bất cứ ngôi chùa, cơ sở tự viện nào của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Điều này cũng đã được chính người đàn ông này khẳng định trong các clip trên mạng xã hội. Theo thông báo, người đàn ông này có tên là Lê Anh Tú, sinh năm 1981 tại huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. Gia đình ông Lê Anh Tú sinh sống tại huyện Iagrai, tỉnh Gia Lai. Ông Lê Anh Tú, sau khi từ bỏ công việc đo đạc địa chính tại tỉnh Phú Yên, đã thực hiện một vài lần đi bộ hành từ Khánh Hòa ra các tỉnh phía Bắc và ngược lại. Tuy nhiên, lần này một số người dùng mạng xã hội, nhất là các YouTuber, TikToker đã sử dụng hình ảnh đi bộ của ông Lê Anh Tú tạo sự hiếu kỳ, thu hút nhiều người dân đi theo, tạo nên hiệu ứng câu view và có nhiều bình luận xuyên tạc đời sống tu hành của Tăng Ni Phật tử, Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Công văn của Giáo hội Phật giáo Việt Nam nêu rõ, trong mấy ngày nay, ông Lê Anh Tú đang đi bộ trên địa bàn tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, hướng về Khánh Hòa. Ban Thường trực Hội đồng Trị sự đề nghị Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các tỉnh, thành phố có thông báo tới đông đảo Phật tử và nhân dân được biết để không ngộ nhận ông Lê Anh Tú là nhà sư, liên hệ với chính quyền địa phương có biện pháp ngăn chặn hành vi sử dụng mạng xã hội, tạo làn sóng dư luận, xúc phạm Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Ban Tôn giáo Chính phủ không để các đối tượng lợi dụng gây mất đoàn kết tôn giáo. Trước việc mạng xã hội phát tán lan truyền nhiều hình ảnh về một người là Thích Minh Tuệ, trang phục mang hình thức như tu sĩ Phật giáo, đi bộ từ Nam ra Bắc rồi từ Bắc vào Nam. Ngày 16 tháng 5, Ban Tôn giáo Chính phủ đã có văn bản tới các ban, phòng tôn giáo, sở nội vụ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Ban Dân tộc Tôn giáo tỉnh Bạc Liêu về công tác quản lý nhà nước liên quan đến Phật giáo trên địa bàn. Theo đó, Ban Tôn giáo Chính phủ cho hay, qua nắm tình hình bước đầu, ông Thích Minh Tuệ, tên thật là Lê Anh Tú, sinh năm 1981 tại xã Kỳ Văn, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. Ông Thích Minh Tuệ không phải là tu sĩ Phật giáo thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Trước đây, ông Thích Minh Tuệ đã 3 lần đi bộ theo hình thức thực hành phương pháp tu tập hạnh Đầu Đà từ miền Nam ra miền Bắc và ngược lại, nhưng không thu hút sự quan tâm của nhiều người. Tuy nhiên, lần thứ tư này, hành trình của ông Minh Tuệ đã thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân, có thời điểm lên tới hàng trăm người đi theo, làm ảnh hưởng an ninh trật tự và giao thông trên các địa bàn. Trong đoàn đi theo có tín đồ Phật tử, có nhiều người hiếu kỳ và nhóm TikToker, YouTuber quay clip livestream đăng tải trên các trang mạng xã hội, tạo nên hiệu ứng Thích Minh Tuệ, thu hút sự quan tâm của dư luận và có nhiều bình luận theo các chiều hướng khác nhau. Từ thực tế đó, Ban Tôn giáo Chính phủ đề nghị Ban, Phòng Tôn giáo, Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm thực hiện tham mưu Sở Nội vụ, báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố chỉ đạo các sở, ngành, chức năng quan tâm. Khi ông Minh Tuệ tới địa bàn không để xảy ra tình trạng tập trung đông người, gây cản trở và ảnh hưởng an toàn giao thông, gây phức tạp về an ninh trật tự. Đặc biệt, không để các thế lực xấu lợi dụng, xúi dục, lôi kéo, gây mất đoàn kết tôn giáo và vi phạm pháp luật. Trao đổi với Giáo hội Phật giáo Việt Nam ở địa phương, hướng dẫn tăng ni Phật tử tu học theo đúng chính pháp của Đức Phật, tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo và cách thức hành trì của mọi người, nhưng cần đảm bảo thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Thông tin tuyên truyền để quân chúng nhân dân, tăng ni Phật tử và nhân dân hiểu về chính sách tôn trọng tự do tín ngưỡng tôn giáo, về cách thức hành trì của Phật giáo, không cản trở, làm ảnh hưởng việc tu học đúng chính pháp, vận động chức sắc, tín đồ và quần chúng nhân dân
không tập trung đông người nơi công cộng gây cản trở, ách tắc giao thông và an ninh trật tự trên địa bàn. Chủ động cung cấp thông tin, định hướng dư luận, không để các đối tượng thiếu thiện chí có cơ hội lợi dụng tuyên truyền kích động gây mất ổn định xã hội. Những thông tin thời sự mới nhất sẽ được chúng tôi cập nhật ở những chương trình tiếp theo. Quý vị và các bạn đừng quên đăng ký kênh YouTube của Báo Người Lao Động để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin nào. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.